Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh Kim Toyota. Bên Kim thì mới về một số cái mẫu xe cũ mới, thì Kim quay clip này để cập nhật quý vị một số mẫu xe để quý vị xem thử mẫu xe nào phù hợp với mình không, thì quý vị có thể liên hệ với Kim qua số hotline 0937 447 889 nha quý vị. Về những mẫu xe Nova cũng như là mẫu Avanza số sàn, cũng như là Fortuner máy dầu, cũng như là máy xăng, thì bây giờ xin mời quý vị cập nhật cùng Kim nhé. Đây là mẫu Avanza số sàn quý vị, đời 2022, chạy chỉ có 31.000 km quý vị. Xe chính chủ một tủ từ đầu quý vị. Đây nè, rõ là vỏ theo xe nè. Đó, mâm là còn vẫn đi dấu son quý vị. 31.000 km ha. Nè, ghế nè quý vị nè, có lên đầu Android rồi quý vị. Đây. Avanza số sàn. Và giá nó được bán đó là 500 triệu đồng nữa quý vị. Đây, có đầu DVD ảnh, rồi kết hợp với lại camera hành trình ở trên rồi quý vị. Thì quý vị có nhu cầu về dòng xe này thì mời quý vị gọi cho Kim ha. Còn chiếc này là Fortuner máy xăng đời 2018 quý vị, mới chạy 59.000 km. Xe này thì mới về tại Toyota Tân Cảng, đang chờ giao cho dịch vụ luôn, để Kim sẽ cập nhật giá cả quý vị sau ha. Đó, hiện tại thì xe này chưa có giá luôn ạ, thì chưa cập nhật giá kịp ha. Nè, 2018 màu trắng quý vị. Đây, vỏ này còn vỏ theo xe luôn nè quý vị nè, 2018 đây ha. Đó, đây vậy của vỏ đây ạ, đúng với cái số km của xe ha, 59.312 km nha quý vị. Có đầu DVD rồi, camera gear rồi ha. Fortuner máy xăng số tự động một cầu đời 2018 rồi quý vị. Chiếc này là Innova 2022 màu đồng ánh kim nè quý vị nè, chạy 63.000 km và giá là 678 triệu đồng nè quý vị. Đây, em nó đây ạ. Đó, trong thì quý vị là thấy có ghế da rồi ha. Trần xe thì rất là sạch sẽ nha quý vị. 678 triệu đồng để quý vị sở hữu mẫu Innova này ha. Đây, 63.413 km nha quý vị. Có đầu Android rồi. Đây. Đó, quý vị có nhu cầu thì mời quý vị ghé Toyota Tân Cảng gặp Kim xem xe ha. Bên Kim thì còn một chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2020 màu trắng, chạy 75.500 km, giá được rao bán đó là 832 triệu đồng. Mà hiện tại cái xe này thì đang được bên Kim để lên cầu nâng để phục vụ cho công tác kiểm tra 176 hạng mục đối với xe cũ tại Toyota Tân Cảng, nên Kim không có quay được cho quý vị ha. Nếu như quý vị nào mà cần những cái mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn á, màu trắng nữa, thì quý vị hãy ghé Toyota Tân Cảng gặp Kim để Kim dẫn quý vị đi xem cái mẫu xe này ha. 832 triệu đồng cho mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2020 nha quý vị, chạy 75.500 km ạ. Thì trên đây là những cái xe mới về tại Toyota Tân Cảng, Kim quay sơ bộ để quý vị có thể thấy là có cái chiếc xe nào là phù hợp với nhu cầu quý vị không ha. Quý vị có nhu cầu bán những mẫu xe cũ của mình hoặc là mua những mẫu xe cũ nào thì quý vị có thể gọi hotline 0937 447 889 ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.